靠门扉无需惧，吾等所求唯有寻回真心。Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng một bộ trang phục cực kỳ đẹp đến từ vị tướng Mai Siêu Nui. Và những ai đã theo dõi mình từ lâu thì đều có thể biết rằng Mai chính là vợ của mình. Và lâu lắm rồi thì các bạn mới có thể thấy được Mai khoác lên mình một bộ quần áo trang phục đẹp như thế này. Với màu chủ đạo của trang phục này là màu hồng, thì tất nhiên nữ tính thì phải màu hồng. Ui, lại đá vào không khí như thế này. Dù gì anh em xem thì cũng thông cảm, nhưng lâu lắm thì không chơi vợ cho nên bây giờ nhiều khi cảm giác đá nó không được mượt cho lắm, anh em thông cảm. Chạy tầm này không đánh nó cấp 4 anh em, cấp 4 rồi anh em, đừng băng trụ. Tha em anh em, tha này thì băng trụ này. Anh em thấy sức mạnh của việc ăn mặc quyến rũ không? Nếu mà bình thường tôi không ăn mặc quyến rũ thì các bạn có tin không, 100% thằng Arthur kia nó sẽ không theo đuổi tôi. Nhưng mà sau khi tôi chỉnh sửa đấy, kiểu tát tút lại cơ thể mình và đầu tóc gọn gàng, quần áo nó hơi sexy một tí, cái vai của tôi hơi trễ xuống một tí, thì anh A Thơ anh đã bị quyến rũ. Và tất nhiên cái việc anh quyến rũ thì sẽ phải dại gái thì phải trả giá thôi. Hello anh, đã lâu rồi không gặp anh. Ủa, đá hụt thế nhở, lâu ngày anh có khỏe không? Anh bổ em như bổ củi thế này đấy. Cái này thì anh bổ có thể lại gặp con đắc kỷ thu về nhá. Riêng con đắc kỷ này nó có thể yếu thật, nhưng mà một combo của nó vẫn có thể xích được mình đấy. Và tốt nhất thì sau khi giải cứu cho đồng đội được rồi thì cái nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc, và tôi nghĩ là chúng ta nên đi về. Tốt nhất là chúng ta không nên đi quá lâu ở trụ. Ai đắc kỷ định lên bắt mình đấy, nhưng mà không ngờ thì ba người úp sọt và cái sát thương của mình là cực kỳ nhiều rồi. Cái chiêu 2 của con Mai này, khi mà các bạn đá thì nó sẽ làm giảm giáp đối phương nha các bạn. Những cái vị tướng đỡ đòn cực kỳ là đối ngại đối đầu với Mai, bởi vì cái chiêu 2 của Mai nó đã giảm giáp rồi. Mà chưa kể nếu các bạn lên thêm một cái món đồ giảm giáp nữa thì cái sát thương ấy nó đánh vào những vị tướng tank cực kỳ thấm luôn. Đấy, cái nội tại của con này khá là hay, các bạn có thể đi qua tường một cách khá là dễ dàng. Cái đường lính mà các bạn muốn biết đường lính của quân địch đi đến đâu ấy, thì các bạn chỉ cần nhìn cái đường lính ở đường của mình thôi, ở bản đồ của mình thôi, là các bạn biết được lính của đối phương đang đi đến tầm nào rồi. Và các bạn có thể căn cái đợt lính đấy để các bạn có thể ở lại farm. Và sau khi farm xong thì các bạn có thể đi ganh ở các cái đường khác, để tránh cái trường hợp các bạn lãng phí một cái tên lính nha. Như vậy thì mất khá là nhiều tiền và kinh nghiệm đấy. Và anh em cứ để ý tên lính mà gần lên thì anh em tốt nhất hãy dọn hết lính rồi mới bắt đầu đi ganh. Như vậy như mình hiện tại này đấy. Và nếu mà mình ganh không thành công, ai một cùng chút nó cũng tốc biến kìa. Chạy nha anh em. Và đấy thì con lỗ van nó cũng mất cái tốc biến rồi. Đây, mình anh em thấy không, mình đi quá lâu rồi. Cái đường giữa của mình hiện tại đang gặp nguy hiểm đây. Mình bị mất một tên lính rồi. Ngộ không thoát được không? Tôi quay lại cứu nha. Ngộ không chắc vẫn ok thôi. Tầm này Arthur không dám lao vào mình đâu. Mình chơi lại ngay, sát thương của mình khá là thấm mà. Ôi giời, anh Arthur là một người luôn tôn vinh tinh thần đồng đội. Khi gặp khó khăn như thế này thì tại sao mình không tới giúp? Và mình sẽ hy sinh tấm thân này để có thể giúp đồng đội của mình có thể thoát về một cách an toàn. Và mình là người hy sinh, nhưng không sao, chỉ cần đồng đội của mình vẫn đứng đó thì chúng ta chưa thua cuộc. Đây, và cái thằng mặc nồi này mãi nó mới cứ xuất hiện, nhưng dù sao thì nó cũng đã vá được thêm 2 thằng. Và với việc 2 người nằm xuống thì chúng ta có thể đổi được 4 người. Như vậy thì vẫn lãi hơn rồi. Đấy, anh em thấy không? Không hiểu sao mà thiếu người chúng nó có thể đánh nhau được ạ. Đấy, tao lại phải ra cứu chúng mày đấy. Lại tiếp tục là cái thằng Trình Giảo Kim ấy, nó một mình nó xông pha vào trong team địch. Nó cậy nó máu trâu mà anh em. Ôi giời ơi, mình ngại nhất là con đắc kỷ tầm này nhá. Uầy, con này băng trụ luôn à. Ui thấm thế, rồi nhầm rồi, đi nhầm đường rồi. Ui, dính cái lẩy con chân làng có chịu thế nhở. Ồ, thế mình có lại ăn được mà 2 mạng à? Thế thì tính ra thì mình cũng không lỗ cho lắm nhở. Đối với việc đối đầu với tướng địch bên kia là đắc kỷ, khi mà các bạn đi vào bụi thì các bạn hãy check cho mình đấy. Ví dụ như pha này, nếu các bạn có kỹ năng định hướng tầm xa thì các bạn hãy check bụi trước khi đi vào, và nó sẽ giúp các bạn cái
giảm thiểu cái nguy cơ phải lên bảng cực kỳ nhiều luôn đấy. Đây, và mình hầu như những nếu mà mình có những cái chiêu thức mà định hướng xa ấy, thì mình đều sử dụng nó vào trong những bụi cỏ để có thể check bụi cỏ khá là tốt, bởi vì cái tựa game này thì chúng ta không thể cắm mắt để có thể kiểm soát tầm nhìn được. Ôi tha tha em tha. Ui thằng này lên tanh chắc luôn anh em ơi. À lên lên công vật lý thì nó cũng có thể ulti thấm như thế này được. Đấy là ui mình đá cũng đau nha anh em. Nhưng mà thực sự thì máu nó khá là trâu. Ui nó lên đồ giáp như thế kia thì chỉ bảo sao nó chẳng trâu. Ô bạn này có cái hiệu ứng di chuyển nhìn đẹp phết nhỉ. À quên chưa nói với anh em thì cái video này với cái trang phục này thì mình có mượn một anh em ở trong team của mình. Nói chung thì bạn này khá là nhiệt tình, cứ có trang phục mới thì là bạn ấy gọi mình để có thể test đổi mạng luôn chứ gì nữa. Ui lại bị dính, mình cực kỳ ghét nhá. Đã có đặc kỷ rồi lại có chân lạc, một con thì chói chuẩn, một con thì đóng băng. Với mình một cái thân nữ nhi, thân yếu, tay mềm như thế này mà chúng nó lỡ lòng nào, chúng nó đánh mình như con vậy. Ui, tầm này đến phút thứ 20 anh em có thể thấy không? Ui, vãi đái, từ phút 20 trở đi lính bắn cực kỳ là nhanh luôn nha. Và khi mà các bạn ra khỏi đường ấy thì tôi đố các bạn đứng để cho con lính này nó đánh được luôn ấy. Các bạn không đánh nó bắn cho các bạn chết luôn. Tin tôi đi. Đấy anh em thấy không? Tôi không tua dây một chút nào nha. Lính nó bắn cực kỳ là nhanh. Đấy, cho anh em nào mới chưa biết. Chứ còn những anh em mà chơi lâu thì cái vấn đề này nó khá là bình thường. Mẹ nó dí ngộ không, tôi tận trụ luôn ạ. Đây, mình sẽ ra và thanh toán hết cái lũ này. À, chưa quên chưa nói với anh em là những cái trang phục hiện tại đang có kèm thêm cái hiệu ứng của cái nút di chuyển với cả nút chiêu thức. Thực ra thì nó cũng bắt đầu được khoảng 1 năm rồi đấy. Nhưng mà mình thấy nó kiểu mình chơi nó bình thường, nó quen mắt rồi, nhìn thấy cái này nó khá là rườm rà. Nhưng mà công nhận thì ngắm lại thì nó cũng khá là đẹp đấy, khá là ok đấy. Nó giống như kiểu Omizi ấy, hồi xưa thì mình cũng có chơi qua Omizi. Các bạn không cần phải làm trang phục, kiểu mỗi con nó có một hiệu ứng chiêu thức khác nhau ấy. Nhìn cũng khá là hay. Và có thể đây là một cái bước học hỏi đến từ Tencent. Dình nha, chúng ta sẽ chơi trò dình. À, riêng con này mày trách bụi thì mày không thoát được. Ui chết rồi, mình tính hụt rồi. Ù nó tốc biến kìa. Trời, chạy. Qua đấy mình tính hơi hụt một chút nha anh em. Thực ra là mình không nghĩ là cái sát thương của mình nó to như thế, cho nên mình mới sử dụng ulti. Nhưng mà không ngờ khi mà mình sử dụng ulti thì đã chết cơ mẹ từ bao giờ rồi. Cay vậy. Nếu mà pha đấy mình biết nó chết sớm như thế nhá thì mình sẽ để lại ulti. Ô kìa, lại phải win à? Rồi ok, vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Và đừng quên ấn nút like và subscribe. Còn bây giờ thì bye bye.